Ở đây cái chùa Nam Sơn cái nào cho mua chạy. Mình bỏ cái đèn xanh này đỏ đi. Rồi. Nhà hẻm tới có đèn xanh này đỏ được, kiểu tao mở cái cửa. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, tôi sẽ tới nhà. Đến chùa Nam Sơn. À, để chia sẻ các bạn xem. Đây là đường đây là đường Phổng Thông mà. Đường Phổng Thông. Đây là chỗ này là hồi xưa là cái quán đua đây các bạn. Quán đua. À đây chắc em cái chùa Nam Sơn nằm trong môn à đây quẹo vô là à cảm ơn nha. Đây đường đường đi bộ này mẹ thứ lại cho mày được mẹ thứ à phương chứng đi nhặt mẹ thứ mẹ năm sân rồi tôi chạy ngay cả chạy xe ngoài để vô tăng nè các bạn. Bước vào bên trong chùa Nam Sơn, du khách sẽ ấn tượng ngay với thiết kế chạm trổ công phu, từng lớp sơn son thép vàng trên các dãy nhà. Ấn tượng nhất của chùa phải kể đến khu vực chánh điện. Đây là nơi được thiết kế độc đáo theo phong cách ba gian quen thuộc của phong tục miền Bắc xưa. Tuy nhiên, lối bố trí tại đây lại khá giống với cung đình Huế. Giữa không gian thanh tịnh của chùa Nam Sơn là một bóng cây to lớn đứng khép mình ở góc chính điện. Cây được treo rất nhiều những chiếc đèn lồng ở phần nhánh, tán cây. Một màu sắc đỏ rực của đèn lồng khiến cho cây trở nên rất nổi bật, đặc biệt khi màn đêm buông xuống. Màu sắc lung linh của đèn lồng còn tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh, huyền ảo.
Tượng Phật được đặt ở khu vực chánh điện rất hùng tráng uy nghi, hai bên là hậu pháp, chi tiết tượng trưng cho vị hậu trì Tam Bảo. Nhìn từ xa hoặc từ trên cao, vị trí này như một lầu tháp với cách bố trí tương quan, hài hòa. Đáng nói, cảnh vật xung quanh cũng được thiết kế rất sống động, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Không ít du khách đã nhận định chùa Nam Sơn chẳng khác gì một vườn thự uyển của các vua chúa, phi tần trong truyền thuyết. Không gian của chùa được trồng rất nhiều cây xanh, cây ăn quả, các loài hoa với đủ màu sắc khác nhau. Vì vậy, khung cảnh ở đây rất đẹp. Ngoài ra, những âm thanh của tiếng chim hót, tiếng nước chảy cũng tạo nên một bản nhạc làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng hơn khi được lắng nghe.
Đúng như tên gọi của nó, đình Vọng Nguyệt là nơi du khách có thể hướng mắt lên bầu trời và thưởng ngoạn ánh trăng. Không gian tại đây rất rộng rãi, khiến nhiều người tưởng tượng như đang lạc vào chốn cung đình Huế. Những đêm trăng sáng chiếu rọi xuống mặt hồ, kèm theo đó là những gợn sóng lăn tăn. Đây là khung cảnh mà nhiều người đã nảy sinh các ý thơ hay, thỏa mãn thú vui được ngắm cảnh, thư giãn tâm hồn. Để chiều tối đồ về rồi là chị ạ. Hồ Phóng Xanh là địa điểm không nên bỏ lỡ khi tham quan chùa Nam Sơn Đà Nẵng. Tại đây, bạn có thể tận mắt chứng kiến đàn cá bơi lội. Kèm theo đó, âm thanh của tiếng nước chảy cũng khiến cho con người có cảm giác dễ chịu, khoan khoái. Vị trí của hồ được nhiều du khách lựa chọn để tìm kiếm sự an yên, thanh tịnh trong tâm hồn. Ngoài ra, đây cũng là điểm check-in khá đẹp tại chùa Nam Sơn Cẩm Lệ Đà Nẵng. Thank you.
Chùa Nam Sơn Đà Nẵng có rất nhiều địa điểm mang đến cảm giác thanh tịnh, điển hình trong số đó là cầu Tam Tạng. Cây cầu này nằm trong khuôn viên vườn hoa của chùa, được thiết kế theo hình cánh cung. Xung quanh cầu là nhiều cây cối xanh mướt, các loài hoa với màu sắc đa dạng. Du khách dừng chân qua cầu có thể vãn cảnh, đón những tia nắng dịu nhẹ, tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu. Đứng ở vị trí trên cầu, bạn cũng có thể dễ dàng lưu lại cho mình những bức hình đẹp nhất khi tham quan khu. Khu vực nhà chờ này được thiết kế rất rộng lớn với các bộ bàn ghế bằng gỗ được chạm trổ tinh tế. Tại đây, du khách đến hành hương, chiêm bái hãy vãn cảnh có thể dừng chân nghỉ ngơi, thưởng trà, dùng bữa nhẹ. Nhiều người cũng lựa chọn địa điểm này để trổ tài sáng tạo, vẽ nên những bức tranh đẹp về khung cảnh chùa chiền, thiên nhiên và cuộc sống. Chùa Đồng Tử là một trong nhiều cây cầu dài trong khuôn viên của chùa Nam Sơn. Đây cũng là nơi vãn cảnh lý tưởng của du khách khi đến tham quan địa chỉ này. Theo kinh nghiệm của nhiều người, bạn nên lựa chọn cho mình những mẫu trang phục mang hơi hướng cổ xưa để có thể chụp ảnh trong không gian cổ kính tại đây.
em không chịu ăn à, con để im đi tay đó là em tới em ăn. Thank you.